Cuộc chiến giữa các ba mẹ cũng bắt đầu thôi nào. Doraemon đang nằm ngủ, hình như cậu ta đang mơ mình được ăn bánh rán, nên cứ nhai nhỏm nhẹm. Tiếng la mắng của mẹ làm cậu ta mơ ngủ cứ xin lỗi liên tục. Nhưng không phải cậu mà là Nobita đang bị mẹ mắng vì bị điểm kém. Khi Nobita đi lên phòng, nhìn bộ dạng cậu ta cứ như đưa đám, cậu nói mình đứng thứ nhất lớp khiến Doraemon rất vui mừng. Nhưng chưa nghe hết câu, nhất từ dưới đếm lên. Sau đó cậu lại tính nằm xuống ngủ một giấc cho quên sự đời. Doraemon bực mình, sao cậu mãi không chịu có ý chí thế nhỉ? Mọi người luôn muốn cậu tiến bộ và tốt lên mỗi ngày cơ mà. Nobita nghĩ, nếu cậu mà là người thành công thì ai sẽ là người thất bại đây? Trời ơi là trời, chỉ giỏi biện minh cho sự lấy nhác của mình mà thôi. Doraemon nói Nobita chẳng có thứ gì giỏi hết, làm cậu ta đã phật lòng. Nhưng là sự thật vì cậu ta có bao giờ chịu cố gắng đâu cơ chứ. Doraemon tức mình, lục tìm trong túi thần kỳ và đã lấy một thứ gì đó ra. Đây chính là stick gây cạnh tranh. Doraemon đã làm một miếng bít tết nóng hổi và bắt Nobita phải ăn. Nhưng tranh thủ lúc Doraemon không chú ý mà Nobita đã lẻn đi mất tiêu. Doraemon chạy theo kéo cậu ta xuống. Thì đúng lúc này mẹ vào bếp ngửi được mùi thịt thơm từ miếng bít tết. Doraemon và Nobita vừa xuống tới nơi thì mẹ đã ăn xong mất rồi. Doraemon hỏi mẹ có thấy gì lạ hay không thì mẹ thấy rất bình thường. Và bây giờ mẹ muốn đi siêu thị. Hai người quyết định phải đi theo mẹ cho chắc. Khi mẹ vừa đi ra tới đường thì thấy hai mẹ con nhà Sunio đang đi tới. Mẹ xác định đây chính là đối thủ và cuộc chiến sắp xảy ra. Mẹ Sunio lại bắt đầu khoe khoang về cái áo lông thú của mình. Mẹ Nobita thì không muốn phí tiền vào những cái thứ như thế. Bắt đầu hai người lại quay qua mỉa mai nhau, khiến Sunio cảm thấy rất khó xử. Nobita và Doraemon lúc này đã để mẹ đi mất dấu. Nhờ tiếng cãi cọ mà họ đã tìm tới nơi. Nobita không biết mẹ mình bị sao, nhưng hóa ra là do miếng bít tết gây cạnh tranh kia. Nobita lúc này liền nhắc mẹ hãy về đi siêu thị mẹ ơi. Nhưng mẹ Sunio cũng muốn đi siêu thị. Nobita hỏi mẹ buổi tối nay ăn gì thì mẹ nói là sẽ nấu cà ri. Mẹ Sunio cũng nói sẽ nấu món đó và bị Sunio lật tẩy. Thẹn quá nên mẹ Sunio mắng cho cậu ta một trận. Cuộc đấu tranh giữa hai bà mẹ diễn ra còn kịch liệt hơn nữa. Sunio bắt đầu định mẹ không cần thi thì chắc chắn mẹ cũng sẽ chiến thắng mà. Nobita nghe vậy liền bực bội, cậu ta không muốn Sunio xem thường mẹ của mình. Thế là cuộc chiến tranh cục bộ lại diễn ra. Tất cả mọi người lúc đầu thì đi bộ, sau đó là đi nhanh hơn và cuối cùng là chạy. Mẹ con nhà Sunio đã ăn gian ngồi taxi đi trước. Doraemon liền lấy bảo bối bản đồ chỉ đường tắt để dẫn đường. Mẹ giật lấy nó và dẫn đường đi trước. Đường tắt kiểu gì mà cứ leo tường và đi lên nóc nhà như vậy chứ? Hóa ra đường này chỉ dành cho mèo thôi. Mẹ nhìn thấy mẹ con nhà Sunio đang bị tắc đường, quyết định đi tiếp. Mẹ nhanh chóng nhảy khỏi nóc nhà, bay qua hàng rào như một con sóc, khiến Nobita cũng phải khâm phục. Mẹ con nhà Sunio tới nơi, mặc dù có bị kẹt xe, nhưng hai mẹ con vẫn tự tin là sẽ tới sớm chán. Không ngờ ba mẹ con nhà Nobita đã xuất hiện ở phía trước. Mẹ Sunio coi như đã thua kèo này và giờ sẽ là cuộc thi xem ai mua nhanh hơn. Cứ thế hai bà mẹ như những tia chớp hoàn thành các thao tác rất nhanh chóng. Họ chạm nhau ở quầy thịt. Mẹ Sunio mua thịt bò thượng hạng, còn mẹ Nobita thì lại mua thịt gà. Thế là họ lại mỉa mai nhau. Cuối cùng giờ sẽ chọn quầy tính tiền nữa là xong. Nhưng người này cứ vượt lên, người kia lại vượt tới, vượt qua vượt lại. Cuối cùng mẹ Sunio đã chiến thắng. Phần thi cuối cùng sẽ quyết định thắng thua, đó chính là chỗ tài nấu nướng, xem ai làm món cà ri tuyệt vời nhất. Đến công đoạn cắt rau củ, hai người cứ như robot liên tục như vậy. Mẹ Sunio thì vừa cắt hành vừa khóc, mẹ Nobita thì vẫn bình thản. Mẹ Sunio thấy thật không công bằng. Có gì đâu chứ, tại mẹ Nobita bị cận nên đeo kính mới tránh được thôi mà. Lúc này Sunio và Nobita cũng đang khen ngợi mẹ mình, đứa nào cũng nói mẹ mình giỏi hơn gấp ngàn lần, rồi sau đó lại cãi nhau, đúng là con nít. Còn hai bà mẹ thì vẫn đang rất tập trung vào việc chế biến món ăn. Mẹ Sunio đã quên mất mua một nguyên liệu rồi, mẹ Nobita lại cho bà ấy mượn vì bà không muốn thắng chỉ với một lý do như vậy. Mẹ Sunio cũng không muốn bỏ cuộc và mẹ Nobita cũng không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng có vẻ hai cậu con trai sau khi cãi nhau xong thì đã cảm thấy rất đói rồi. Nobita chỉ mong bố về nhà sớm hơn, không biết mẹ có chừa phần ăn cho bố nữa không. Lúc này thì đã sắp xong rồi, nhưng chợt hai bà mẹ nhận thấy món ăn mình nấu không được ngon như mọi khi. Họ nhận ra rằng nấu ăn không phải là để thi đấu mà để chăm sóc gia đình mình. Họ nghĩ ra một cách, đó là kết hợp hai loại cà ri lại với nhau để tạo thành một món ăn tuyệt vời. Các cậu nhỏ đã bắt đầu được ăn, mùi vị thật tuyệt vời và mới lạ làm sao. Cứ tưởng cuộc chiến tranh sẽ kết thúc tại đây, nhưng sau khi ăn xong, hai bà mẹ lại muốn con của mình phải thi làm bài tập với nhau. Tự dưng Nobita và Sunio lại bị kéo vào cuộc chiến này, hai đứa đã khóc ròng một dòng sông luôn. Trao đổi vị trí làm mẹ cho nhau cũng bắt đầu thôi nào.
Nobita đang bị mẹ mắng. Mẹ nói cậu không cầm làm con mẹ nữa và hãy đi luôn đi. Cậu ta buồn rớt nước mắt rồi đi ra ngoài. Doraemon cũng chạy theo an ủi, mặc dù mẹ cũng hơi nặng lời thật. Đúng lúc này Shizuka cũng đang rất buồn rầu đi tới. Shizuka rất buồn vì mẹ của cô đã không nghĩ cho cảm giác của cô lúc này. Lại đến lượt Suneo đang nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa đi vừa làu bàu đi tới. Thế là hội bà tám nói xấu mẹ đã được hình thành. Ai cũng cho rằng mẹ mình thật quá đáng và cũng không tôn trọng mình gì cả. Doraemon đã khuyên can thì bị ba đôi mắt sắc lẹm nhìn theo, vì cậu ấy có bao giờ bị mẹ mắng đâu. Doraemon liền quyết định sẽ giúp ba người đổi mẹ cho nhau. Cậu ta đã lấy ra một chiếc máy thiết lập gia đình. Doraemon dùng những hình thức ngẫu nhiên để trao đổi mẹ cho cả ba người. Và kết quả Nobita chính là con của mẹ Shizuka. Shizuka làm con của mẹ Suneo. Và Suneo sẽ làm con của mẹ Nobita. Mọi người đang thắc mắc liệu có được như vậy không? Thì thấy Chai An chạy tới, cậu ta chui thẳng vào trong ống cống và dặn mọi người không được nói ra. Nhưng đâu có dễ qua mặt mẹ của Chai An. Bác ấy vừa đi tới là đã biết con mình trốn chỗ nào rồi. Sau đó lôi cổ Chai An tưởng các bạn chỉ điểm, nhưng bác ấy đã nói là không ai nói cả. Và xách cổ cậu lôi đi. Lúc này Doraemon lấy bức ảnh của mẹ Chai An ra và hỏi ai muốn làm con, nhưng cả đám lại lắc đầu lia lịa. Thế là ba người đã bỏ ảnh của mình cùng với mẹ mới vô trong nhà và bắt đầu đi về nhà mới của mình thôi. Nobita không chắc chắn về điều này. Khi vừa bước tới cửa nhà Shizuka, Nobita chợt nhớ ra mình quên chưa làm bài tập về nhà. Doraemon cũng không kịp cản, cậu ta cứ thế chạy về nhà của mình. Nhưng mẹ đã không nhận ra Nobita nữa rồi, giờ thì lại về nhà của Shizuka thôi. Nhưng Nobita rất ngại, cậu ta không dám bước vào trong. Doraemon phải ra sức kéo cậu vào. Mẹ Shizuka cũng mở cửa hỏi sao con không vào trong nhà đi. Cậu ta vẫn ngại ngùng xưng cháu. Doraemon liền bịt miệng cậu lại và kéo thẳng vô trong phòng luôn. Lúc này Nobita còn rất lo lắng, không biết Suneo sẽ làm gì trong nhà mình nữa. Suneo vào trong nhà cũng rất thắc mắc thì mẹ gọi cậu lại và nói có đồ ăn trong tủ, con nhớ rửa tay trước khi ăn nha. Sau đó đem một đĩa bánh cho Suneo. Suneo thấy mẹ của Nobita khá là hiền lành, đúng là tên ngốc Nobita không biết quý trọng mẹ mà. Nobita lúc này cảm thấy rất bức bí, không thể bình thường được. Mẹ của Shizuka cũng đi tới và xin lỗi Nobita về việc lúc nãy. Hóa ra mẹ của cô bé khá thấu hiểu cảm giác của con gái mình, nhưng vì mẹ quá nóng nên đã hơi nặng lời. Còn Shizuka lúc này cũng đang làm bài tập thì mẹ của Suneo đi vào và đưa cho cô tiền tiêu vặt. Mẹ còn xin lỗi về việc lúc nãy đã mắng Suneo. Bà cũng rất sợ Suneo sẽ ghét và giận bà. Nobita cũng đang rất thoải mái trên chiếc giường êm ái của Shizuka và muốn tìm cái gì đó để chơi. Vì là phòng của con gái nên toàn là gấu bông, Nobita không xài được cái gì hết. Cậu ta đi ra ngoài, thấy mẹ đang dọn nhà, thấy mẹ cũng hơi mệt nữa, cậu quyết định sẽ giúp mẹ một tay. Mẹ Shizuka khá vui, nghĩ con của mình đã trưởng thành thật rồi. Nobita cảm thấy giúp mẹ khiến cậu rất vui, nhưng bản tính có hậu đậu của cậu thì lại làm đổ hết xô nước ra sàn. Mẹ Shizuka không mắng mà bà lại còn tỏ ra lo lắng, liền nhắc Nobita hãy đi tắm, mẹ sẽ đi tìm đồ cho con thay. Ai dè bộ đồ cậu vừa mặc lên là một chiếc đầm trắng hả? Mẹ lục tung đống đồ lên nhưng toàn là đồ con gái, sao lại như thế này? Nobita và Doraemon hoảng quá nhanh chóng mặc đồ ướt và chạy ra khỏi nhà. Đi được một đoạn thì lại gặp Suneo và Shizuka. Ba người lại ra ống cống kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Bây giờ thì các bạn mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, dù đôi khi có tức giận và mắng mỏ các con nhưng họ đều rất tốt và rất thương yêu các con của mình. Lúc này đã chiều tối, Chai An cùng với mẹ cậu ta đi qua, tay xách nách mang rất nhiều đồ, trông rất mệt mỏi. Nhưng mẹ vừa nói tối nay có món con thích thì cậu ta liền vui mừng quấn quýt bên mẹ. Cả đám rất cảm động và muốn quay về nhà mình ngay. Nobita vẫn còn lo sợ không dám vào nhà, nhưng khi vừa bước vào thấy mẹ Shizuka đang đứng đấy làm cậu ta cứ tưởng mọi chuyện vẫn chưa thay đổi chứ. Nhưng thật ra là vì cậu đã quên quần lót ở nhà của Shizuka nên bác gái đã đem qua để trả lại. Khổ thân của cậu lớn rồi nhưng mà bị xấu hổ không biết chui vào đâu luôn.